Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giải bài tập số 40, tính tổng S các chữ số của số nguyên dương N. Thì để hiểu được cái đề bài này thì mình sẽ đưa ra một cái ví dụ. Ví dụ ở đây mình cho N bằng 123, thì cái tổng S này nó được tính bằng 1 cộng 2 cộng 3, tức là tổng của tất cả những cái chữ số của số N đấy, thì nó sẽ bằng 6, đúng không ạ? Đấy. Thì nên đây là một cái ví dụ để minh họa cho cái bài tập này. Và sau đây thì mình sẽ viết cái cốt cho bài tập này. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn cái cốt cho cái bài tập này. Và như những cái bài tập khác thì đầu tiên mình sẽ phải khai báo một số cái thư viện cần thiết. Studio, Corneo hay là Paint. Và tiếp đến là cái hàm main. Trong hàm main này thì mình sẽ khai báo một cái biến N và một cái biến tổng là S. Đấy. Và sử dụng một cái vòng lặp do while. Cái vòng lặp do while này tức là gì? Nó sẽ in ra màn hình cái câu lệnh là nhập N, sau đó sẽ scan. Và sau đó nó sẽ kiểm tra xem nếu như N mà bé hơn 0 thì sẽ nhập lại cái số N này. Đó. Và cái tổng S nó sẽ gắn cái giá trị khởi tạo là bằng 0. Và trong khi mà cái số N này nó không bằng 0, tức là nó khác 0 đó, thì nó sẽ tính tổng S bằng cái S ban đầu cộng với N/10. N/10 này tức là gì? Tức là nó sẽ chia lấy dư, đúng không ạ? Tức là nó sẽ lấy cái phần phần dư, tức là để nó có tác dụng tách chữ số của từng cái số N này ra. Ví dụ ở đây N bằng 123, đúng không ạ? Thì N/10 thì nó sẽ được kết quả là 3, đúng không ạ? Nó sẽ tách từng số này ra. Đấy. Nó cứ làm liên tiếp như vậy. Và dưới đây N bằng N chia 10. Đây là cái phép chia lấy nguyên. Tức là gì? Khi cái khi cái N này bằng 123, đúng không ạ? Thì N chia 10 thì nó sẽ bằng 12, đúng không ạ? Nó chia lấy nguyên, đúng không ạ? Thì nó sẽ lấy cái phần nguyên này và phần dư này nó không lấy. Đấy. Rồi, sau đó thì nó sẽ in ra cái dòng lệnh tổng cả là cái tổng S này, đúng không ạ? Cái mục đích của cái phần N/10 và N/10 đó là nó sẽ trích xuất từng cái chữ số, trích xuất từng cái chữ số của cái số N này. Đấy. Tức là nó sẽ tách ra số 1, số 3, số 2, số 1. Đấy. Tách ra từng riêng biệt từng chữ số. Và sau đó nó sẽ tính cái tổng S này. Đó. Cộng lại. Thì nó sẽ ra cái tổng cần tìm. Đúng không ạ? Rồi, mình sẽ chạy cái chương trình này cho các bạn xem. Ở đây mình sẽ nhập cái N này vào. Ở đây mình nhập là 123 nha. Xem thử nó có ra tổng là 6 không. Vì lúc này ở ví dụ mình cũng đưa ra cái ví dụ là N/3, đúng không ạ? Và nó sẽ ra cái kết quả là tổng 6. Đấy, thì như các bạn đã thấy thì nó đã in ra cái dòng chữ là tổng là 6, đúng không ạ? Vì tổng lúc này tổng S thì sẽ bằng 1 cộng 2 cộng 3 thì đương nhiên nó sẽ bằng 6, đúng không ạ? Đấy. Mình sẽ thử với một cái ví dụ khác. 1 1 1 4 1 ạ. Rồi, nó đã in ra kết quả là tổng là 4, đúng không ạ? Đấy. Và ở cái bài tập này thì các bạn cần lưu ý cái cách để tách từng cái chữ số của một số tự nhiên nào đó. Đấy. Đó là phần trăm N/10 và N/10, đúng không ạ? Đấy. Thì ở bài tập này thì các bạn cần lưu ý ở những cái điểm đó. Còn việc tính tổng thì nó khá là đơn giản, đúng không ạ? Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.